Mỗi ngày mà tại gia đình mình mà có cái thời khóa tu gì, vì nhớ là vì càng về sau càng lớn tuổi, vì sẽ thấy cái lợi ích càng lớn của cái việc mà mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật. Vì sao? Có khi bây giờ gia đình của mình những đứa con nho nhỏ mình đang lo, mình nuôi các cháu, mình thấy một gia đình cũng rất hạnh phúc, nhưng những đứa con này càng ngày nó càng lớn lên, và khi các cháu lớn lên rồi thì mỗi cháu nó có một phương hướng riêng của chính nó. Thì lúc đó chúng ta càng ngày càng lớn tuổi thì sẽ bị cô đơn. Nhưng quý vị sẽ không bao giờ bị cô đơn, vì từ bây giờ là quý vị đã có những ngày tháng, quý vị đã có được cái việc biết niệm Phật, biết tu hành và có phương hướng cầu sanh cực lạc. Đúng không? Nên tại sao có nhiều người già họ bị cô đơn, nhiều người già họ buồn chán, là vì ngay chỗ nào? Vì ngay chỗ họ không được gầy dựng từ khi còn trẻ cái việc mà dụng công tu và có một phương hướng giải thoát. Chắc chắn 100% cái giá trị này lớn lắm. Thật sự cái giá trị này nó lớn đến mức mà quý vị mà thật sự phát tâm cảm ơn luôn, là nó lúc quý vị mà bởi vì sẽ thấy tuổi già mà con cái nó đều có phương hướng của nó hết. Mà dưới cái cuộc sống hiện đại này nè, cái lớp trẻ mà lớn lên này nè, cái phương hướng của nó xa lắm. Nó không phải là một cái gia đình mà mỗi ngày mà quây quần bên cạnh cha mẹ đâu. Từ khi mình có phước thì sao à, lớp trẻ càng gì sao này đó. Nên từ nơi đó mà mình được cái phương pháp niệm Phật, lễ Phật và có phương hướng giải thoát này nè, mà nó càng tu tập thì nó càng có tâm giải thoát, càng tu tập thì càng có tâm giải thoát, mà càng có tâm giải thoát thì mình không có buồn, mình không có buồn, mình không có cảm thấy cô đơn. Vì nhớ kỹ, thí dụ như giờ quý vị có một hai thằng con trai đi, vì thương yêu lo lắng lúc nó còn nhỏ, nó đeo đẳng theo mình buông nó ra rồi nó chạy theo, đeo theo mình. Thấy không? Nhưng quý vị coi, khi mà nó đã có người yêu hoặc nó có vợ một cái thôi, là chính bản thân của quý vị sẽ cảm thấy có khi, ủa ta, đứa con mà mình sinh đẻ, mình nuôi nấng, mình lo lắng, mình cái gì ngon nhất để lại cho con, bây giờ hình như trong tâm của con là người yêu nó, vợ nó là cái điều mà lớn nhất, mình thì nó để phía sau. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình không phải mình ganh tị với con cái hoặc này kia, nhưng mà mình thấy mình buồn. Thật sự cái tâm trạng nó buồn quý vị, không có giỡn đâu. Nó buồn tủi lắm. Nếu như mà mỗi ngày không được quân tập cái việc niệm Phật nghe, cái việc giải thoát nghe, là buồn lắm, khổ lắm luôn. Rồi thêm nữa là mình khi già quý vị, cái nghĩ của mình tuổi già và cái nghĩ của tuổi trẻ nó khác nhau. Thật sự, cái nghĩ của mình tuổi già và cái nghĩ của tuổi trẻ hoàn toàn khác. Mà thường cái tuổi già mà cái tâm giải thoát nó không cao á, thì bắt đầu nó chấp cái nghĩ của mình, tại sao người trẻ không đáp ứng cho cái nghĩ của tuổi già đó, và cái công của mình mấy mươi năm cuộc đời lớn quá, mà tại sao cái đứa con đứa cháu này nó không nghĩ cho mình để đáp ứng cái nghĩ cho tuổi già này. Bắt đầu quý vị sanh cái tâm buồn chán, buồn trách nặng nề và trở thành khó khăn. Mà đã khó khăn rồi thì lúc đó quý vị mới nói này nói kia. À, cái này vì không vừa bụng, cái kia cũng không vừa bụng, vì ăn không ngon, hoặc là quý vị thấy vợ con nó ăn ngon, quý vị nói tụi bay diện dị rồi mình nói, cái nó nói ông bà già khó quá, thấy chưa? Lúc đó nó nói ông bà già khó quá, có nghĩa là con người thường là chấp cho cái nghĩ của mình là đúng, cái nghĩ người ta cũng là đúng, nên nó đúng đó. Nếu như mà mình nuôi cái tâm giải thoát từ bây giờ, quý vị, là tới đó bản thân mình sẽ thông tâm, thông tâm liền. Tại vì mình có cái niềm vui an lạc của cực lạc Tây Phương rồi.
Cái niềm vui này không có pháp vị nào mà so sánh bằng cái vị này hết. Nên cái vị vui của Tây Phương Cực Lạc nó lớn dữ lắm. Thì lúc đó quý vị mới thấy rằng ô, lúc trước có một cư sĩ hô đã nói những điều đó mà mình chưa có cảm nhận. Đến ngày hôm nay người đó đã chết rồi. Bây giờ mình mới cảm nhận rất là sâu sắc vì những lời nói của người đó, hiểu không? Những cái năm ngày tháng đó mình đã từng chữ cư sĩ hô, sĩ nhỏ vô cùng nặng nề, khạc nhổ đúng miếng vô mặt tùm lum tùm lá. Nhưng hôm nay càng về sau vì mình mới thấy cái tuổi già người hô đó nói đúng. Bây giờ chưa có cảm nhận ở đâu, tại vì Đức nuôi người già Đức biết mà. Cho vị biết à, cái nuôi người già biết. Mà bây giờ người già chưa khổ quá đâu, người già của đời mình nè khổ hơn nữa đó. Người già của đời mình sẽ khổ hơn, và người già của đời kế tiếp của con bé mà cháu dì Tư đó sẽ khổ, càng khổ hơn nữa. Cái người già của đời mình nè là khổ mà chưa đến nỗi nè, và cái người già kế tiếp của cái lớp trẻ nhỏ đó, đó là sẽ khổ dữ lắm. Nên Hòa Thượng Minh Không nghe nói mà người già càng về sau càng khổ, và người trẻ họ không biết thương người già, họ cảm thấy người già là sự gánh nặng và cái phiền phức, hiểu không? Đó. À, rồi tại vì nhà Đức lo cho quá nhiều người già, nhà Đức kinh nghiệm rồi quý vị. Và có khi đêm hôm nhà Đức đi ý mấy cái cụ khó khăn, cái khổ mấy cụ, từ cái ăn rồi nhà Đức đi tìm hiểu, hỏi hỏi han á, thì những Đức mới thấy cái tuổi già rất là khó tu, khó giải thoát lắm. Từ khi các cụ nhìn thấu buông xuống, nhìn thấu buông xuống. Thí dụ như mỗi ngày mà chúng ta mà những Đức với quý vị mà mặt đối mặt nhau, nhìn nhau mà để niệm Phật nên thì rõ ràng ấy. À, quý vị biết có những lúc mà những Đức niệm Phật mà những Đức cứ cười cười. Có một cái cô mà diệu âm vậy đó, cô nhìn cô ngộ lắm. Mỗi lần cô niệm Phật là cô đưa hai cái tay cô ra giống như cô kêu thầy ở làm ngộ lắm. À, nên từ nơi đó mà tự nhiên những Đức nhìn những Đức mắc cười chịu không nổi, mắc cười. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là mỗi ngày chúng ta mặt đối mặt nhìn nhau để mà niệm Phật lễ Phật, không lẽ bây giờ chúng ta dính mắt nhau rồi không giảng sanh quý vị, có chuyện này không quý vị? Không có đâu, tào lao quá. Nghĩa là bây giờ niệm Phật thì như vậy thôi. Con người sống trong cuộc đời này quý vị nhớ kỹ, nó quý mến thương yêu đều là duyên hết quý vị à. Đều là duyên hết thôi. Nhưng mà cái tâm mình đặt cái việc giải thoát là cái mạnh nhất, bản thân mình phải đặt từ tâm, hiểu không? Có nghĩa là hữu tình chúng sanh đá đổ đi cái nhân duyên, quý mến nhau thì không có độ sanh được cái gì chứ, không có độ sanh được cái gì chứ, quý vị nhớ kỹ đây. Thí dụ như bây giờ đứa con bị thương nó vì mới nuôi nó khôn lớn chứ. Khi nó đã khôn lớn rồi, nó đủ khả năng nó rồi, quý vị sẽ buông nó ra khỏi tầm tay quý vị thôi, hiểu không? Cái nguyên lý nó là như vậy thôi quý vị. Đó. Nên á, có những người họ không hiểu, họ cho rằng bản thân của mình là người giải quyết vấn đề giảng sanh cho người khác. Sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Nên cái quy luật của nhân quả nó theo cái quy luật của sanh già bệnh chết tự nhiên lắm, nó không phải là theo cái quy luật ngược đâu quý vị. Giống như một cái cây, chúng ta gieo hạt thì nó lên từ 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 từ, cái đó là theo quy luật tự nhiên. Con người khi sinh ra là phải nhỏ nhỏ xíu thôi, từ từ thì lớn lên từ từ thôi, theo quy luật tự nhiên, thấy không? Cái theo quy luật tự nhiên của nó. Và con người chúng ta chỉ là giúp người tăng thiện duyên. Mấy vị biết giúp người tăng thiện giúp người tăng thiện duyên là ngay chỗ nào? Là ngay ở đâu quý vị biết không? Chúng ta đã rất nhiều người sai lầm và chính bản thân mình đã bị tác hại chỗ này nè quý vị.
Chúng ta có tâm từ bi muốn giúp người tăng thượng duyên, nhưng mà mình lại không chịu tu hành. Đó, chết chỗ này nè. Quý vị biết tăng thượng duyên cho người là chỗ nào không? Là mình phải dụng công tu và mình phải an lạc. Người ta sẽ nhìn thấy mình và tăng thượng duyên. Đây là phù hợp nhất của định luật nhân quả, phù hợp vào lời kinh dạy luôn. Là chưa độ mình làm sao độ người. Chúng ta không bao giờ nói độ người khác. Chúng ta là cùng độ nhau, cùng giúp nhau, cùng giúp nhau để tăng thượng duyên. Những đức nói 100%, nếu không có quý vị, những đức cũng không thể nào tu một ngày năm thật, chắc chắn quý vị luôn. Mà những đức nói rằng không có những đức, quý vị cũng chưa chắc tu năm thờ của một ngày. Đó. Nên những đức cùng quý vị phải, quý vị nghe chỗ này phải công nhận phù hợp không? Nó quá phù hợp luôn. Nó phù hợp vào cái chỗ là chúng ta cùng giúp nhau. Mà nếu những đức không lễ Phật, những đức không tu, những đức có nói gì quý vị cũng không tu năm thờ. Đúng không? Cái này là rõ ràng rồi. Vậy thì giúp người tăng thượng duyên phù hợp nhất là gì? Bạn phải dụng công tu. Bạn phải dụng công tu, bạn phải niệm Phật, bạn phải lễ Phật, bạn phải an lạc, thật sự bạn mới thật sự giúp người khác tăng thượng duyên. Nên rất là nhiều người chúng ta đã bị thất bại ngay cái chỗ là chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ muốn đi độ người, mà mình không dụng công tu, cuối cùng không ai thành tựu hết. Vì Phật nói chưa độ được mình thì không bao giờ độ được người. Như vậy thì tại gia đình của mình, họ tu không tu mặc kệ họ, chúng ta phải tu và chúng ta phải an lạc, chúng ta phải vui, chúng ta phải tha thứ hơn họ, chúng ta phải khoan dung hơn họ, tâm lượng mình phải lớn hơn họ và mình chịu thiệt được hơn họ. Những cái gì họ cần là cái đó họ dành được kể họ, chúng ta không cần dành với họ, chúng ta đều hơn họ mọi mặt. Như vậy thì tức khắc quý vị giúp cho họ tăng thượng duyên. Họ chỉ nhìn từ quý vị mà bị cảm hóa 100% luôn. Vì họ thấy rằng, họ thấy rằng rõ ràng quý vị là người dụng công tu. Nên cho quý vị biết, cái người mà không tu và cái người mà tu, hai vị trí này nếu không khéo nó có một sự đối lập. Mà cái người tu mình không khéo, nó tức muốn chào máu. Nó thật sự. Nghe một cái câu nói này của một cái anh chàng này, anh nói một câu: tôi không có tu, tôi không có tôn giáo gì hết á, đừng nói tôi là Phật tử. Nó nên nhớ kỹ cái câu: tôi không có tu, tôi không có tôn giáo gì cả, tôi không có tu hành, tôi là một người bình thường. Nên á, tôi nói cái gì phải nghe cái nấy. Tôi nói không có được cãi tôi. Nó tức ghê không? Quý vị thấy không? Nếu quý vị mà không có tâm tu giải thoát, quý vị chịu không nổi, quý vị cự lại là vì sai. Thì họ nói, họ là cư sĩ bình thường, họ nói câu: ồ tôi đâu có là người tu đâu, bây giờ mà tôi có nói gì đi chăng nữa, tôi có chửi đi chăng nữa thì cứ nghe đi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, cứ giả điếc đi. Mấy người tu mà bị cự lại tôi làm gì? Ghê không? Nếu như quý vị mà không thông tâm, quý vị chịu nổi không quý vị? Đó cũng là cách để mà rèn luyện người tu mình. Thật sự bạn có chịu nhẫn thiệt hay không? Nó nên bạn là người tu mà bạn đi đi gọi là trả đũa với người không tu thì bạn hoàn toàn thua thiệt. Sai là ở đâu? Sai là ở người tu của mình. Sai là ở người tu của mình. Nghe cái tâm tự nhiên nhận đức rồi cũng rõ ràng. Nơi chân thì đi với chính bất giúp cho rõ. Nên giờ có cái tu ở nhà lo mà tu hành đi. Thấy không? Nó họ nói không có tu, họ là dùng cái câu gì vậy? Cái câu mà gọi là như đại đức nói đúng không? Ai chửi mắng người ta giả điếc, nghĩa là không chữ chỗ nào chữ thì bị cứ điếc hết đi, tại vì là người tu, còn bị cử lại vì không phải là người tu. Đó, nó cứ như vậy mà nhận thức, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà người tu hành, mình đã nói mình tu muốn sanh cực lạc, thì quý vị thấy rằng mình muốn sanh cực lạc thật hay không? Nó ngồi suy nghĩ đi. Mình có thật sự muốn sanh cực lạc hay không? Diệu Ngọc nó muốn sanh cực lạc thật thì dù cho là đi làm cấp trên có chửi mắng, có nói như thế nào, mình bản thân mình cứ thấy bản thân mình
chưa được tốt, cố gắng hơn nữa. Còn nếu như mình thấy mà mình sao mà ép bức quá, ấm ức thì sai lại mình. Thấy không? Thật sự mình muốn sanh cực lạc thì mình ở một quốc gia nào mình làm một công dân tốt, mình làm một công dân chân chính, không phạm pháp luật này kia, làm đàng hoàng đi. Rồi qua cái cuộc đời này của mình ở thế giới cực lạc. Nó có nghĩa là mình chịu thiệt hết trơn đi, mình không có thiệt thòi, mà quý vị còn có được cái bình an của nội tâm. Vì còn có được cái bình an của nội tâm nữa đó quý vị à, chứ không có giỡn đâu. Đó, nên càng suy nghĩ mình phải thấy mình dở. Dở vô cùng dở. Không. Cái dở của mình là cái dở ý niệm của nội tâm đó quý vị. Miệng bên ngoài thì nói ngọt ngào ngon lành, nhưng trong tâm của mình thì kim dao tùm lum tùm la chọt ra. Cái này mới là cái ác kinh khủng này quý vị. Nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói một câu rằng: cái miệng nhìn dữ dằn cũng chưa đáng sợ bằng cái tâm dữ dằn. Vì cái tâm dữ dằn là một cái sự dối trá của chính mình. Còn cái miệng bên ngoài nó phát hết trơn. Còn cái tâm mà gọi là dối trá thì phát ra cái miệng ngọt ngào, nhưng trong tâm thì ác. Quý vị coi chuyện, coi phim, quý vị công nhận không? Quý vị coi ra, quý vị không thấy hả? Cái kẻ mà nó có mua đồ mà tâm lượng họ xấu xa, quý vị thấy trước mặt người họ vuốt ve, họ nói ngọt ngào, mình nghe mê luôn, quý vị thấy không? Nhưng mà sau lưng đó nó hại người, nó hại đến mức mà không tưởng tượng được, hại cho tan nhà bại sản, quý vị thấy kinh không? Nó còn mấy cái tên mà nói rầm rầm vậy chứ không đáng sợ nghe. Thì quý vị biết những đức là kẻ không đáng sợ. Cái gì những đức đó rầm rầm mà đâu có đáng sợ, nó không? Nó. Nên quý vị biết những đức là cái dạng thằng ngu. Cái miệng nó rầm 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 là thằng ngu chứ gì. Cái gì nó thẳng 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 hết trơn là thằng ngu, đúng không? Còn người ta không cần phải nói gì cả, ta im điềm. Vì sao? Mình ở phía trước có gì thì mình hứa hết trơn thì mình là thằng ngu. Nhưng mà tôi là thằng ngu muốn sanh cực lạc, đúng không? Còn bạn là người khôn hay ở là ta bà chơi đi bạn. Tôi là thằng ngu muốn sanh cực lạc. Hiểu không? Tại vì tôi muốn sanh cực lạc nên tôi thu thập hết thuận nghịch trong cái cuộc đời này, quy về một chỗ đi anh chị, cần giải quyết một lần cho xong cuộc đời này luôn, nhá không? Tôi về cực lạc rồi tôi quay về lại đây tôi tính sổ mấy người sao. Hiểu không? Tôi tính sổ đặc biệt luôn, tôi tính sổ bằng cách là không phải là quýnh đập quý vị, mà tôi sẽ dẫn quý vị đi về cực lạc luôn, tính sổ cách đó đó, hiểu chưa? Nên đời này tôi làm đủ cách chứ, đủ trò, quý vị thấy chưa? Nói mà những cái video tôi ngủ thôi, vì biết tôi độ biết bao nhiêu chúng sanh chưa? Video ngủ với video mà ở trong quan tài á, những video đặc sắc chưa? Nó thấy không? Ai mà không từng nghe qua câu Phật hiệu của tôi, dù có chửi tôi cũng nghe câu Phật hiệu của tôi, rồi tôi sẽ ở thế giới cực lạc trở lại. Lúc đó tôi sẽ cầm cuốn sổ thiệt to đến đây. Tôi đọc từng tên rồi tôi đến, tôi giải quyết vấn đề. Hiểu chưa? Cái đó là cái mới tuyệt vời đó quý vị. Không, nên những đức nói rằng quý vị ơi, mình thật sự muốn sanh cực lạc, hãy làm người ngu và thiệt thòi cũng được, không sao đâu. Vì cuối cùng vẫn không có thiệt thòi đó quý vị. Nó nên những người ở bên cạnh những đức nó thật sự quý vị, các thầy, các chú đồ, mấy anh em, mấy ông hiền lắm. Thật sự quý vị, tại sao ngày xưa mà những đức mà ở đầu tràng ba, những đức rất trọng dụng những quan. Vì những quan rất là giỏi, rất là giỏi, và thật sự ổng quyết tâm tu hành dữ lắm quý vị. Mà người thường có cái tâm quyết tu hành như vậy thì họ gặp một sự cố gì ưa ngã ngửa lắm. Những đức là khác, những đức không có ngã ngửa. Người những đức ngộ lắm à, người những đức là muôn biến dạng hóa, nó khác. Còn những quan là cái tâm của ổng là cái tâm muốn tu hành giải thoát. Ổng đặt một cái tâm quyết tu, và ổng có một cái quyết chí mạnh dữ lắm. Nhưng mà tu hành trong cuộc đời phải muôn biến dạng hóa, phải tin nhân quả, thông được chỗ này nữa thì mới sống trong cõi đời này, tu hành mới chịu nổi. Chứ nếu không bứt cái tâm ghê lắm, vì nó không bao giờ theo cái ý của mình được. Mình tâm quyết tu nhưng mà phải muôn biến dạng hóa. Nên người tu á, Hòa Thượng Niên Khóc này nói, tại sao trên bàn thờ cúng Phật chỉ cần một ly nước cũng được, khỏi nhang đồ cũng được, nhưng mà chỉ cần ly nước. Ý muốn nói rằng người tu hành như nước, vào chai là chai nước, vào lu là lu nước, vào ly là ly nước. Cũng như những đức đắp y lên là tỳ kheo, lột y ra là cư sĩ.
Mà tỳ kheo cư sĩ như Đức cũng niệm Phật thôi. Mai mốt như Đức lòi sĩ như Đức cũng niệm Phật nữa, chứ đừng nói cư sĩ. Vì biết đó. Bây giờ nói thật sự quý vị biết là quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, bây giờ đắp chữ y lên là tỳ kheo, mà lột chữ y ra là cư sĩ. Cư sĩ niệm Phật, mai mốt như Đức lòi sĩ như Đức cũng niệm Phật luôn. Tại vì như Đức quyết tâm niệm Phật rồi. À, nói thật sự quý vị. Nên anh em huynh đệ của những Đức, ông nào cũng nắm hiền nhiệt tình. Quý vị biết rằng ba ngôi chùa những Đức coi mà răm rắp là quý vị biết anh em hiền cỡ nào, ông quý những Đức cỡ nào chưa. Nhưng mà có khi cái nghiệp duyên những Đức đến lúc phải chỗ ra, mấy ông chịu không nổi. Những Đức chịu nổi mấy ông chịu không nổi. Mà cái chịu không nổi của mấy ông là bị tác động. Nếu mà có người mà thật sự giải thích cho mấy ông nghe thì bình thường không có gì đâu, sẽ bình thường hết. Nhưng mà bị tác động nên mấy ông chịu không nổi. Thật sự bị tác động mà ông chịu không nổi. Nên quý vị đừng bao giờ trách một anh em nào của những Đức. Quý vị đến cũng được mà không đến cũng được, giúp cũng được không giúp cũng được, nhưng đừng bao giờ nói đến họ tội nghiệp cho họ. Thật sự họ chỉ là một con kiến nho nhỏ thôi, quý vị hiểu chưa? Họ không có quyền quyết định gì đâu, đừng trách họ làm chi. Những gì họ làm từ máy đồ này kia đồ nọ không phải họ đâu. Nên bản thân mình đừng trách họ làm chi nữa, hiểu chưa? Tội nghiệp họ. Những Đức là những người gần với họ, những Đức biết quá mà. Tính họ rất nhiệt tình, nhưng những quan là tâm quyết tu rất là mạnh. Coi đại chúng chùa gì nó cũng căng thẳng cái tâm lắm chứ không giỡn đâu. Nhưng mà những Đức nói rằng mình phải giữ được cái tâm mình. Làm thì làm nhiệt tình nhưng phải tin nhân quả, chứ nếu không giết con người mình nặng, đầu óc mệt mỏi. Giết con không khéo, con người mình bức luôn, nguy hiểm lắm. Tuy là mình có tâm niệm Phật khuyên người ta giảng sanh, nhưng mà cái giảng sanh không phải là do mình quyết định cho người ta đâu. Mình phải tin chỗ này. Nó không phải rằng là người ta thấy tấm hình những Đức mà người ta dính mắt người ta không giảng sanh đâu. Người ta thấy cái hình những Đức, nghe tiếng những Đức dính mắt mà không giảng sanh đâu, bậy quá. Cái giảng sanh là cái giảng sanh, nó không phải ngay chỗ đó. À, quý vị, thằng ơi, hữu tình chúng sanh mà làm sao mà nói chặn hết những điều đó để cho họ giảng sanh, bậy quá. Bây giờ bạn tu có bao nhiêu chục năm đi chăng nữa, bạn nói rằng là sợ người ta dính mắt này, sợ người ta dính mắt kia, người ta không giảng sanh. Bạn nói tầm bậy, nói tào lao. Chàng ơi, cái người mà tâm quyết giảng sanh, quý vị có đem vàng bạc châu báu trước mặt họ, họ cũng giảng sanh. Tại họ đã đến lúc phải giảng sanh rồi. Còn họ chưa đến lúc giảng sanh, quý vị đem vàng bạc châu báu đến họ túm đi hết thì chuyện này bình thường. Chứ sao bây giờ gì họ chưa đến lúc giảng sanh. Bây giờ mấy bà già quý vị có làm cỡ nào chăng nữa, bà không giảng sanh, không giảng sanh. Vì bà chưa đến lúc giảng sanh. Chàng ơi, tu hành mà không tin nhân quả, chàng ngô là chàng. Hiểu không? Nên những Đức nói thật sự, mấy ông huynh đệ ông thấy những Đức nuôi cụ già, những Đức quý mấy ông, cảm ơn mấy ông. Bây giờ nè, những Đức càng tu những Đức càng cảm ơn và thương mấy anh em. Sau này có dịp gặp lại anh em mình vẫn là anh em như thở nào. Thật sự không có một cái gì hết chứ á. Tại vì những Đức hiểu hết chàng ở trong tổ chức, những Đức hiểu hết trơn. Nên quý vị đừng có bao giờ mà trách mấy ổng, tội nghiệp mấy ổng lắm. Có nghĩa là đã ở trong á một cái tô to thì mình chỉ là con cá thôi, thì cái lội cỡ nào cũng lội trong cái tô mà thôi. Tội cho mấy ổng, hiểu chưa? Mấy ổng không quyết định được gì đâu. Nên từ nơi đó chỉ sao thì làm vậy thôi. Nên trách mấy ổng thì tội nghiệp cho mấy ổng. Nên giúp đỡ cho những cái hạt giống còn yếu ớt đó, để họ có thể làm được như những Đức 10 năm, 20 năm thì quá tốt. Lợi ích cho các cụ già ha. Nhưng mà quý vị cũng phải giữ cái tâm tu của chính mình. Hãy khéo léo quý vị ơi. Nơi chốn thị phi thì khéo léo tránh bớt. Ở nhà nên có thời khóa tu hành, chứ không phải hộ trì mà mắc đi cái huệ mạng của mình đâu nghe quý vị. Kệ quý vị làm việc tốt quý vị cứ làm, hộ trì ai thì quý vị cứ làm. Nhưng nếu như quý vị không biết lo chuyện giải thoát cho mình thì bị gan chịu. Còn những Đức thì cố gắng tôi sẽ về cực lạc. Có nhiều người nghe câu này nói, ông mà về cực lạc, ông về cực khổ thì có. Thì kệ tôi muốn về cực lạc, tôi muốn vậy thôi. Chừng nào Phật rước tôi thì tôi về. Không, miễn sao mà tự tại thì thôi chứ. Nên những Đức hẹn với các tất cả các huynh muội về cực lạc. Gặp nhau cực lạc, sư huynh sư muội sư tỷ. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. Ai với đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. Ai với đạo Phật.